Sophia, nhìn kìa. Thật đấy hả Amy? Ôi xin lỗi. Đây, thử cái này xem. Thứ đó liệu có tác dụng không? Khi bối rối, bạn luôn luôn có thể dựa vào những mẹo làm đẹp này để cứu vãn tình hình. Wow, bạn đã làm thế nào với Amy? Mùa hè là mùa lông lá, phải ra đi hết nhé. Chết, ra quần đến nơi rồi. Đi thì phải nhìn chứ. Betty ơi, lông mày của cậu đâu mất rồi? Tớ cạo nó mất tiêu rồi. Chỉ là tai nạn thôi à? Thề luôn. Bỏ dao cạo xuống đi Betty. Làm ơn. Dừng lại đi. Gì hả? Cậu có thấy thứ gớm ghiếc này không? Để tớ nghĩ xem. Cái thìa này cong cong, hơi bị hoàn hảo đấy. Tớ có thể về lại dáng lông mày bằng cách này. Chỉ cần kẻ theo đường viền, rồi tô kín hết ở bên trong là được. Hiệu quả lắm luôn á. Chẳng ai biết cậu mất lông mày đâu, tự nhìn đi này. Thì xem nào, cậu vẽ mày cũng ổn đấy Lily. Ôi trời, suýt thì toi. Khi bạn trang điểm gần xong, dặm lại thường xuyên, quan trọng lắm nha. Bảng này to quá đi mất. Có chỗ cho cọ không nhỉ? Không thể quên lược được. Và giữ nước là tất nhiên rồi. Sẵn sàng. Còn chỗ nào không nhỉ? Sao chật thế này? Có cái túi nào to hơn để mình dùng không ta? Mình chỉ cần một thứ nhỏ xíu nữa thôi. Ồ, nhìn chỗ tăm bông kia kìa. Này, Lily ơi, cho tớ xin mấy cái tăm bông. Cảm ơn nha. Sẽ hoàn hảo lắm cho xem. Sao phải mang cả chai mỹ phẩm khi một cây tăm bông có thể giúp bạn rồi. Chỉ cần nhúng tăm bông vào kem che khuyết điểm. Và khi được lượng vừa đủ là sẵn sàng rồi. Túi sẽ giữ ẩm cho que tăm bông. Đừng quên đóng thật chặt vào nha. Giờ sẵn sàng rồi. Cái này có thể nhét vừa mọi chỗ luôn. Ngay cả túi quần bé xíu. Tớ đi đây. Bye Betty. Cái đống này là sao đây trời? Thật luôn hả? Wow, sơn đầu móng kiểu Pháp ư? Ấn tượng đấy. Vâng, cho đến khi bạn nhìn thật gần. Ôi, tôi phải sửa như thế nào đây? Ôi, tôi đi bộ đến đây và bị rộp gót chân mất rồi. Bạn có cái băng cá nhân nào không? Hoàn hảo. Ồ không, tôi làm nó xấu hơn rồi. Tôi thật dở trong việc này. Này, đưa tôi cái băng đó đi. Nếu bạn đang tự sơn móng tay, hãy thử sử dụng băng keo cá nhân để giữ những đường viền sơn thật gọn nhé. Khi sơn đầu móng tay, hãy dán chiếc băng như thế này. Tiếp tục sơn ngay lên móng tay phía trên chiếc băng keo. Đúng, đơn giản như vậy đó. Tại sao phải hành hạ bản thân khi bạn có thể dùng một máng nhỏ với băng keo cá nhân chứ? Đây, tôi pha cho bạn ít trà này. Xem bộ móng mới của tôi đi. Nhìn đẹp quá. Lần tới sơn cho tôi nhé. Chữ tuỳnh toàng như thế nào ấy nhỉ? Được rồi, tập trung nào. Mình mỏi tay quá đi. Tên mình là gì cơ? Cố lên. Hả? Gì cơ? Đúng là cực hình mà. Chỉ nghỉ một giây thôi. Ai bật đèn lên thế? Trời đã, trời sáng rồi sao? Đúng là thế, và mình đã ngủ quên luôn. Mà mụ phù thủy nào thế kia? Mình không thể đến lớp thế này được. Ghét thức khuya thật đó. Mùi thơm nồng nàn đấy là gì vậy?
Tôi muốn ăn cái món thơm thơm đó ngay. Đây rồi. Này, không phải cho cậu đâu. Cậu lại thức cả đêm nữa à? Cái giá của điểm 10 đó mà. Mình sẽ tự pha vậy. Một lọ mật ong mới ư? Chắc vẫn còn chút hy vọng đây. Trước tiên bạn cần trộn các nguyên liệu ở trong bát. Lấy một thìa bã cà phê và một chút mật ong. Để mật ong chảy ra khỏi thìa và nhỏ bã cà phê. Rồi cho thêm tí nước. Dung dịch này phải tan hết vào nhau. Lấy bông tẩy trang và cắt làm đôi. Giờ cẩn thận đặt chúng vào bát. Bạn nên nhúng ướt đẫm nha. Sau đó, đặt bông này ở ngay chỗ bọng mắt. Caffeine là thần dược cho ba cái vụ mắt sưng đấy. Và giờ thì đợi thôi. Con đường làm đẹp chuyên chuyên lắm. Và tôi kiểu... Lily, tớ gọi lại sau nhé. Lily ơi, cậu lại ngủ gật ở bếp nữa kìa. Gì thế kia? Mắt cậu, dù là cậu đã làm gì thì cũng hiệu quả đấy. Yes, cà phê là đỉnh nhất. Wow, còn gì tuyệt hơn là phơi nắng ở bể bơi và một ngày mùa hè nữa nhỉ? Suýt thì quên bôi cái này luôn. Vỗ nhẹ nhẹ nè, và mình sẽ sáng hơn cả mặt trời nữa. Cô gái nào mà không thích một tí lấp lánh cơ chứ. Yay, mình chẳng bao giờ đi đâu mà không có thứ này hết đó. Thời tiết này thích thật đấy. Wow, xem cô nàng xinh đẹp này đi. Nghỉ chơi game một tí cái nè. Xin lỗi, cậu che mất nắng rồi. Wow, bảo sao cậu không chơi nữa. Ê này, gái xinh ở đây nữa. Thật đó hả? Tự dưng mình lại thành kẻ vô hình thế nhỉ? Sao chẳng ai nói chuyện với mình vậy? Ồ, tớ sẽ cho cậu biết tớ sẽ làm gì. Trước tiên, cậu cần chút dầu em bé và bronzer. Cạo phấn bằng que kem nè. Giờ, đổ vào chai dầu. Thấy nó đi xuống đáy chai chứ? Tiếp theo, lấy chút nhũ trang điểm và đổ luôn vào đây. Giờ, lấp la lấp lánh rồi nè. Đóng lại nắp, nhớ đóng chặt xíu nha. Giờ, lắc lắc cái nào. Lộng lẫy thật nhỉ. Pha một chút lên người. Và mình sẽ thật quyến rũ cho xem. À, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tụi anh lấy nước cho em nè, Lily. Ai đó? Em là cô nàng đẹp nhất anh từng thấy đó. Đỉnh thật, thứ này cứ như phép màu ấy. Hình như Mia vừa tìm thấy một anh chàng quyến rũ. Anh ấy đi đâu thế nhỉ? Ôi, mưa mình khô quá. Để xem có gương nào ở đây không nhỉ? Nhìn nhợt nhạt quá đi mất. Ôi, không thể thế này được. Mình có mang son không nhỉ? Quá là kinh khủng, hết son rồi. Đúng, hầu như không còn chút son nào cả. Có lẽ tôi có thể cố bóp ra một chút. Không còn chút nào. Thôi nào. Bây giờ tôi phải làm gì? Một cái dĩa. Có lẽ cái dĩa này có thể khều chút son dưỡng cuối cùng ra. Thành công rồi. Khi bạn đang ở trong tình thế khó khăn, chỉ cần nhìn xung quanh để tìm kiếm trợ giúp mà thôi. Ôi, tốt hơn nhiều rồi.
Đôi môi quyến rũ đó sẽ giúp đối phương biết rằng bạn đã sẵn sàng cho nụ hôn chúc ngủ ngon rồi. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, thi thoảng khi bạn nói chuyện điện thoại, bạn sẽ bị phân tâm khỏi việc đang làm. Ngay cả khi nó là một việc đơn giản như trang điểm. Mia, tôi không nghĩ đó là chì kẻ môi đâu. Trừ khi bạn hóa trang cho lễ Halloween thì chắc chắn là không nên kẻ viền môi màu đen rồi. Gì cơ? Tôi không thể tin là anh ấy nói với bạn như thế. Ôi, tôi vừa làm gì vậy? Ôi, tôi đã khá chắc đây là chì viền môi màu đỏ mà. Đợi một chút. Cứ tiếp tục như vậy đi. Nếu bạn lỡ dùng chì kẻ môi màu quá tối thì hãy thử mẹo này. Khi kẻ môi, hãy tẹp màu chì vào màu môi như Mia làm. Bạn thấy không? Cách này tạo ra một hiệu ứng chuyển màu cực ngầu. Wow, đúng là một diện mạo mới mẻ. Đây chính là cách để thêm chút sắc sảo cho diện mạo của bạn đấy cái ạ. Khi nói đến trang điểm vui nhộn, điều quan trọng chính là những pha rủi ro hài hước. Tới lúc chăm sóc bản thân rồi. Chăm sóc tóc xinh nào. Cho tôi xin ít kem ủ tóc nhé. Hơn một nửa hũ lận luôn kìa. Khoan đã nào. Cậu thích kem ủ tóc hả Hana? Vậy thì cậu sẽ cực thích cái hũ này cho mà xem. Trộn nó lên nào. Trông cũng ổn đấy chứ hả? Ồ Hana, tặng cậu một hũ kem ủ tóc này. Nhưng có bẫy đó nha. Được thôi, kem ủ tóc tốt mà, phải không nào? Ồ, màu trông đẹp đấy. Bôi lớp thứ nhất lên nào. Được rồi, tới giờ thì vẫn ổn. Có lẽ vụ này sẽ mất thời gian một chút đây. Hana không hề biết rằng cô ấy đang nhuộm tóc của mình thành màu xanh. Ok, được nửa đầu rồi này. Mình có nên làm tóc như thế này không nhỉ? Nếu nhau mắt lại. Thì mình trông giống như một ngôi sao nhạc rock thật ngon lành. Vài lớp nữa thôi. À, cái này thì không tốt. Và xong. Ôi trời ơi. Tồi tệ thật đó. Sảng khoái ghê. Hãy nhìn xem mái tóc xuân mượt óng ả này. Cái gì đây? Đây là tóc của mình sao? Chắc là ủ tóc xong rồi. Kẻ chân mày cái nào. Tuyệt. Tôi phải đi chuẩn bị đây. Cho mượn cái này tí nha. Cậu còn không nói từ làm ơn nữa. Bình tĩnh nào, nhanh lắm. Thiệt hả? Cậu muốn điệu bao lâu thì tùy. Dạng 100 lớp á? Có lẽ nó sẽ không tệ lắm. Thôi được rồi, làm thôi. Wow, chân mày càng ngày càng đậm. Vừa ngủ vừa làm được không ta? Ew, như vỏ cây ấy. Trời ơi. Hy vọng mình có đủ tẩy trang. Thôi nào, sắp xong rồi này. Trông như chét xi măng lên chân mày ấy. Đúng khủng khiếp. Đáng sợ quá đi mất. Sát quá đi. Phải rửa mắt ngay. Buổi khác nhé. Anh có chuyện gấp.
Chúng mọc thêm à? Thôi vậy mình phải trốn đây. Đi chơi với cậu vui thật đó. Thì chúc ngủ ngon nhé. Thực ra mai gặp lại nha Chris. Cậu ấy mới thơm mình. Có gì trên mặt mình vậy? Có phải? Xin chào. Tụi mình đi chơi với nhau đi. Ngủ đã mắt thật đó. Kim tuyến bắn ra như đỉa. Tránh ra dùm. Chết đi zombie. Chị hay lắm Chris. Tấn công lên lên. Quá xuất sắc. Thế với cậu có tài năng bẩm sinh mà. Đỉnh lắm luôn. Đỉnh thật. Các bạn anh ấy đang nhìn mình. Cái gì thế kia? Kim tuyến mãi không bay đi. Ổn hơn rồi. Chờ đã. Lũ con trai ngốc nghếch. Tóc mình đẹp chứ nhỉ. Váy này dễ thương quá. Ghê quá. Gì? Mặt cậu bóng nhờn kìa. Ôi, xấu hổ chết đi được. Phải dặm lại phấn thôi. Cái cậu xịn xà là nhân đá. Ăn phấn rất tốt luôn. Mặt mình sẽ hết bóng nhờn ngay. Phủi phấn thừa đi đã. Sao mà quá chạy phấn vậy? Còn lâu không vậy? Thêm lần nữa. Phấn phủ hết dầu nhờn chứ vậy. Dù sao cũng thấy dễ chịu ghê. Phải đánh cả mũi nữa nè. Xong rồi, cậu thấy ổn hơn chưa? Cũng được. Cậu ấy cần soi gương gấp. Không cần mồ hôi.